Hello. Hello. Anyone Hello. Con ơi, rồi buổi sáng rất kiến thức. Con ơi, hello ba. Con ơi, có nghe này, con Dạ. Yeah. nói có nghe Dạ yeah, có. này. Rồi, minute. One. Con đã làm cho cô bài nói cho con nhỉ? Bài nói hobby Dạ luôn. yeah, con gửi rồi mà. Sorry, dạo này cô bận quá, quên. This Hình như còn một bài nữa thì phải đúng không? Hay còn mấy bài nữa ta? Let me see. Có một bài tập đọc và một bài nói về hobbies đúng không? Yes or no? We have Đọc two là đọc cái gì video. Con? đó? Tập đọc là gì? Tập đọc là cái gì? Cô không quên rồi. Tập đọc là cái bài ở trong cái phiếu bài tập ấy. Cái bài mà phát âm ở trong phiếu bài tập ấy. Và hôm trước con ngồi đọc này. Alright, so I check Excellent question. The Đây đây, bài đọc là bài này đúng rồi đấy. Bài đọc là bài này với cả còn một bài nói về hobbies nữa. Bài hobbies lần trước mình làm Yeah. rồi. Yes or no? Bài hobbies lần trước mình làm rồi, cô lần này cô yêu cầu làm lại. Và cái chính cô muốn con làm được đó là mình đã học, mình không chỉ học thì hiện tại đơn đúng không? Mình còn học cả thì hiện tại, theo cả thì tương lai đơn nữa. Thì việc của con sẽ làm một cái bài mà trong đó cả có cả thì hiện tại đơn lẫn thì tương lai đơn. Tương lai đơn mình sẽ dùng khi mà như kiểu là Wow. sau này mình sẽ làm cái gì đó liên quan đến cái sở thích đó, thói quen đó. Understand, hiểu không? Yes or no? Yeah. Ok, rồi thì bây giờ mình sẽ nghe nốt nha. Con đâu rồi con ơi? Đi đâu rồi? Where are you? will arrive at 7. Complete today's lesson, please. Don't
complain about the problem. That is war. Journey in the war. Have you even had this war? Good. Con nghe từ con đọc hơi sai sai á cô. Con đã nghe đấy gì không con? Đã nghe cái gì chưa? Dạ có. Rồi đợi cô nghe nữa nhé. She has learned German for testing. Rồi bây giờ mình sẽ nghe lại từ đầu. That's an I suppose is possible. That's an excellent question. Từ từ nhá. Con đang bị cô vừa nghe lại một lần ấy thì cái phần tất cả những cái chữ tạ của con ấy nghe nó chưa chuẩn lắm nhỉ. Cũng dễ đọc từ hai răng nhá. Nhưng mà nó không giống như từ think mà nó là that. Tức là có độ rung ở cổ họng, nó giống như cái âm khẩu hình miệng giống hệt âm dễ đọc từ hai răng nha. Hiểu ý cô không? Vị trí của lưỡi nằm ở giữa hai răng và sau đó con that. Nó không giống think là con sẽ nghe cái âm gió, còn that nó là độ rung của cổ họng. That được chưa? Yes or no? Yeah. Think thì sao nhỉ? Think thì nó không có độ rung ở cổ họng, thay vào đó con sẽ nghe cái âm gió. Nghe thấy khác nhau không? Think that. Nghe thấy khác nhau không? Yeah. That. Rồi vị trí của lưỡi nằm ở đâu nhé các bạn nhỉ? Giữa hai răng nha. Chứ không phải là that hay that gì đâu nha. So the second first. My birthday on Thursday. Nào từ birthday cũng thế, birthday là âm lưỡi đập giữa hai răng nhưng mà chỉ là âm gió thôi, nó không giống, không rung giống như cái từ dạ vừa nãy. Thay vào đó này, birthday. Nào lưỡi sẽ cong lên nhá, sau đó mình sẽ hạ xuống đập giữa hai răng này, birthday. Yeah. Được chưa? Is it okay? Birthday. Birthday. Is it okay? Lúc đầu là chữ birthday, có biết chữ birth, chữ đầu tiên là chữ B-I-R đúng không? Do you know that? Yeah. Birth. Okay, thì cái phần đầu tiên là âm chữ R này, lưỡi phải cong lên nhé. Sau đó mình sẽ thêm TH ở đằng sau. TH này thì lưỡi sẽ đặt giữa hai răng. Tức là lúc đầu lưỡi cong lên như này đúng không? Sau đó vị trí của lưỡi hạ xuống là giữa hai răng. Birth. Hiểu ý cô không? Hiểu ý yes. Không? Birthday. Birth. Rồi được chưa? Yes or no? Alright. Yes. The thirsty first. Cái chữ birth đó là âm nặng, âm dài. Vì vậy con phải cho lưỡi cong lên một chút, kéo dài âm đấy ra một chút. Cái chính vì lưỡi của mình kéo lên dài lên nên nó sẽ làm kéo dài cái âm ơ đấy ra. Có nghe thấy không? Nó sẽ làm cái âm ơ ấy nặng hơn á. Có cảm thấy thế không? Yeah. Rồi, đó yeah. Là âm ơ mà có dấu hai chấm ở cuối. Birthday. Is that okay? Birthday. Không phải birthday. Day. Cái chữ day con lưỡi con phải hơi đặc một chút. Nó không giống như kiểu là chữ day ở Việt Nam đâu nhé. Day. Birthday. Birthday. Day. Chữ đây nó hơi đầy một tí. Nó lưỡi nó hơi đầy một tí chứ nó không giống từ đây ở tiếng Việt nha. My cousin. Âm A nha. My cousin.
Arrive at 7. Arrive. Arrive. Âm cuối, tất cả những âm cuối nhìn kỹ hộ cô nhé. Ví dụ như âm cuối là âm này, thì con phải đọc cho cô rõ cái âm cuối này. Ví dụ như là răng trên đặt xuống môi dưới. Arrive. 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 Ủa sao lại My birthday on Thursday, the 31st. The 31st. Hai âm đều là âm ơ dài, vì vậy đọc phải nặng hơn nhé, lưỡi phải cong lên này. 31st. 31st. Âm đầu tiên là âm đặt giữa hai răng. Âm đầu tiên là đặt giữa hai răng nhá. Âm đầu tiên đặt giữa hai răng này. 31st or 31st. 31st. Nào có thấy không? Hai âm ơ dài đúng không? Lưỡi phải cong lên, vị trí của lưỡi đầu tiên phải là ở trên này. Third. À sorry, vị trí cái âm third, cái âm third đầu tiên thì lưỡi đặt giữa hai răng đúng không? Âm gió đẩy ra ngoài, không phải rung đâu nhé. Gió đẩy ra ngoài, sau đó mình sẽ để cong lưỡi lên nhé. Third. Third. Mình sẽ thu lại và cho lưỡi cong lên luôn. Sorry. Hạ xuống này, mình sẽ phát âm chữ chi đúng không? Sorry. Sorry. Ok, sau đó mình sẽ hạ xuống này. Mình sẽ có chữ first. Là hàm trên đặt xuống môi dưới, nhưng mà lúc này mình sẽ có âm phờ, nhưng không phải âm vờ như vừa nãy. First. 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 Lúc này lưỡi đặt cong lên nha. Ok, chữ first. Lưỡi đặt cong lên. First. First. Rồi, hiểu ý cô không? First. Sao nào? Cô đang phân tích một chút để cho nào. My cousin will arrive at 7. Complete. Today lesson, please. Don't complain about the problem. That is. Nhớ chữ that nha. That. 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 Rồi đang nghịch cái gì đây? Hiểu gì này? Ok. Rồi, next one. Journal in the work. Sure. Thôi mình hình sure. Cô nó hơi mờ đúng không? Đúng rồi, bởi vì con đang dùng filter mà đúng không? Nó lọc người con nên là nó bị thế. Mình đã có từ gì nhỉ? Cô lại quên rồi. In the work. Wow. À, journey. Journey và từ work. Even. Sorry, sorry. Now, journey. Journey. Nào, hơi chua môi xíu. Hơi khó khép cái môi lại cho cô này. Journey. Journey. Is that okay? Yes or no? Yes. Rồi, hiểu chỗ này không? Tiếp nhé. Tiếp này, mình có từ word. Word là âm ơ đúng không? Word. Sau đó, vị trí của lưỡi, con sẽ thấy nó từ từ này. Ok, mình sẽ có lưỡi sẽ cong lên trước nhé. Sau đó mình sẽ hạ xuống dưới hàm môi trên nhé. Word. Và sau đó mình sẽ có một âm ở cuối. Understand this one? Hiểu chỗ này không? Yes. Rồi tạm thời thế đã. This world. Lại nhé. World. Ơ không, cô ơi, cái từ đó là cái từ thế giới nhé cô. Đúng rồi, chính xác. World. Đúng không? Is world. It correct? In the world. Yes? In the world. She has learned German. She. Nào, chữ she này nhắc rất nhiều lần rồi. Nếu con đọc quá nhẹ thì con sẽ có... Mình có rất nhiều từ she như này đúng không? Này, nhìn này. Is it correct? Có giống nhau không? Tất cả những từ she này đều đọc là she hết à? Hả? Hay là chữ she này? Tất cả đều đọc là C à? Không có sự khác biệt à? No. Nào, cái chữ she đầu tiên á. Nào nghe thấy khác không? She.
she, đó là âm sườn nặng. Còn chữ C thứ hai nhé, C, ba chữ C đằng sau thì hơi giống nhau này. Ok, được chưa? Is it ok? Nào yeah. Chữ she nhé, she. Được chưa? Is it ok? Đó nhé. For Austin, month. À, German, có một cái từ là German, đúng không? German. Giống từ journey, nhưng mà mình sẽ có là German. German, tiếng Đức. Được chưa? Is it okay? Yeah. Yes or no? Understand that? Okay. Yes. Trước khi mình làm bài mới thì mình sẽ ôn lại một chút từ mới đã nhé. Con cố gắng là vào hộ cô cái phần này để con học từ mới được không? Rồi thì cô chưa có thời gian để làm cái... À, để con tí con. Để con đi lấy này. Ok. Cô ơi, có từ nào giống từ này không cô? Gì hả con? Xong chưa? Có từ... cái từ ở trên con đang viết đấy á. Cô chưa thấy bao giờ đâu. Có từ... có cái từ... Moment. À, moment thì khác nha. Moment thì là một từ khác nha. Nhưng mà cô... Sao cô tiếng Anh... I think it's a... Còn tiếng Anh của con á, nó gì vậy? À để con thấy con đang con phát ra cho bạn. Có tiếng Anh của con gì? Dạ yeah, con. Hình như chắc cô ghi sai. Chỉ có một từ nó gần giống như này nhưng mà cô nghĩ là con ghi thiếu à? Cái từ này trên lớp rồi, con gọi là nghĩa là gì? Con không biết nữa, con chưa học từ. Có một từ nhưng mà phải có thêm một chữ O ở cuối nữa, momentum nhá. Không có con, có chứ có mô... Dạ không. Rõ cái từ đó là từ nào đâu, nó không có trong từ điển luôn á. Ok, để về hỏi lại xem cô của con dạy từ nào nhé. Is that ok? Có một từ nhưng mà phải có chữ O cuối cả. Ok, alright. Nào, trước khi mà mình làm bài mới này thì mình sẽ ôn lại từ mới một chút nhé. Thông cảm thì dạo này cô đang bận nên cô chưa thể làm. No, count me out. I think I'll stay at home and play Zooniverse on my computer. Cô không thể làm cái kiểu cái phần học từ mới như lần trước được thì con có thể vào đây học của cô được không? Cái phần... đâu con thấy... Cái phần sách hôm trước cô gửi không thấy hả? Tí nữa cô sẽ gửi link nhé. Cô sẽ gửi link cho con. Cái phần sách mà cô đang dạy này. Đợi xíu nha, các bạn nó đang chậm hay sao? Dạ không phải, nếu mà con cái này thì con vô trên máy tính được. Nhưng mà đấy, cô không biết từ mới nó ở đâu hết đó cô. Đây cái phần glossary này. Nào không hiểu sao nó mạng nó chậm hay sao ạ? Sao tự nhiên mạng chậm vậy ta? You know. Đợi có chút nhá. Thank you.
Rồi, mình có từ đầu tiên là từ gì đây nhỉ? Allergy. Allergy. Nào nghe thì chữ âm ơ đấy là ơn nhẹ ơn nặng. Ơn nhẹ. Allergy. Yes, allergy. Đó là ơn nhẹ nhé. Allergy. Ơn nhẹ nhé. Rồi, từ thứ hai nè. Calorie. Calorie. Ơn nhẹ ơn nặng. Calorie. Ơn nhẹ ơn nặng. Ơn nhẹ. Ơn nhẹ đúng không? Calorie đấy. Có nhìn thấy chữ ơn nhẹ không? Yes. Yes. Okay. Now next one. Compound. 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 Đó là câu ghép công thức. Thế nào gọi là câu ghép công thức? Câu ghép công thức là những cái câu mà thường có đến 2 đến 3 vế, từ 2 vế đổ lên. Ví dụ như là câu mà vì trời mưa nên tôi mang ô chẳng hạn. Các cái vế vì nên này, nhưng này đúng không? Học cấp 1 tiếng Việt rồi đúng không? Yes or no? Yes or no? Tiếng Việt mình có câu ghép công thức kiểu này không? Có đúng không? Ví dụ như câu mà dài tầm 2 vế thì bạn đến muộn nên bạn không được vào lớp chẳng hạn. Chẳng hạn thế thì mình sẽ có 2 vế trong câu, 2 chủ ngữ, 2 động từ. Hiểu ý cô không? Yeah. Tiếp nhá. Concentrate. Concentrate. Rồi. Concentrate. Cái âm ơ ở giữa là ơ nhẹ ơ nặng. Concentrate. Ơ nhẹ. Nhẹ. Rồi chính xác nhé. Conjunction. 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 Ơ nhẹ ơ nặng. Nhẹ. Nhẹ đúng không? Conjunction. 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 Nó có một chữ, có một âm k ở giữa nhé. Nào nhìn em k chưa? Conjunction. Conjunction. Is that okay? Yes or no? Yeah. Tiếp nào. Coordinate. Core, nào chữ này coordinate. Nào nó đọc hơi nhanh đúng không? Nghe lại nha. Coordinate. Coordinate. Có thấy hai âm không? Hai âm không? Hai âm ở đâu? Yes. Tức là mình sẽ tách biệt hai âm này ra thành hai âm. Âm này là âm co. Nào mở lời ra cho cô nào lại nhìn đi đâu đây. Rồi chỗ này là co. Sau đó mình sẽ có âm or. O này là o dài và việc của con sẽ phải hơi chu môi và lưỡi hơi cong lên một tí. Câu or. Câu or d nate và có một âm t ở cuối cùng, nhìn thấy chưa? Lại nhá, mình có mấy âm tiếp nhỉ? Câu or d nate. Mấy âm? Mấy âm? How many syllable are there? Oh. Yes, four. Co or d coordinate. Ừ, sự kết hợp coordinate. 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 Rồi. Đó là sự kết hợp, mình có thể kết hợp hai vế của câu thành một từ đúng không? Kết hợp bằng những cái conjunction thành một vế của câu, ví dụ như là like, or, but, so. And mình sẽ có là gì nhỉ? Và đúng không? Mình kết hợp hai cái vế câu và, chẳng hạn như là bố đang rửa bát và mẹ đang nấu cơm chẳng hạn. Yes or no? Chẳng hạn thế or thì là gì nhỉ? Or bạn làm bài trong bật âm lên cô cắt. Bạn làm bài tập hoặc là bạn sẽ bị phạt chẳng hạn đúng không? Hai vế được không? Alright, but là gì nhỉ? Mình đã làm bài tập nhưng mình vẫn bị phạt chẳng hạn. Ok, but so là gì nhỉ? Bởi vì mình đã làm bài tập nên mình được thưởng chẳng hạn. Understand? Yes or no? Mình có hai vế không? Tiếp nhá. Cough. 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 Ok, âm này rồi tiếp nhá. Mình gọi âm này nè. Depression. 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 Nào âm cuối chưa nặng. Depression. Depression. Không mở, không cười nhá. Nếu con cười là đánh âm nhẹ rồi. Chuyển. Nhẹ nặng tí nhá. Depression. 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 Con đang bị sờ nhẹ. Con đang bị sờ, con là sờ nhẹ. Chuyển.
Depression. Shin. Yeah. Shin. Depression. 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 Được chưa? Diet. 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 Essential. Diet. Essential. 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 Okay. Essential. Essential. All right. Là cần thiết nhé. Rồi, mình có từ. Expert. 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 Có một âm ở giữa nhé. Cái âm này mình không thể nhìn ra được. Khi nếu mà con nhìn vào cái phiên âm này, con biết là sẽ có âm k. Egg. 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 Cười xíu nhá. Xong rồi này. Hạ môi dưới xuống này. Egg. 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 Nhẹ nhá. Ok. Egg. Egg. Expert. 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 Okay, experts. Is it okay? Experts. Yes. Okay, đó là chuyên gia này. Nè, từ này. Independent. Independent. Âm ơ, cuối là ơ nhẹ nào. Ơ nhẹ. Rồi, independent. 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 Được chưa? Tiếp nhé. Itchy. Itchy. Chưa nặng nhá. Itchy. 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 Được rồi này. Junk food. Junk. Junk food. Junk food. Junk. Có một âm k ở cuối nhá. Junk food. Food là âm u dài. Vì vậy con đọc khi có âm food này nó hơi dài. Không đọc là food như kiểu... Đấy nha, nếu con đọc phút ngắn, chữ phút mà ngắn thì nó sẽ thành là bàn chân nha. Is it okay? Âm này u dài nhé. Food. Food. Is it okay? Yes or no? Food. Yeah. Có biết cái âm, có biết cái từ bàn chân không? Yeah, biết. Yes, nếu mà con không đọc không cẩn thận thì hai từ này nó sẽ giống hơn hệt nhau. Từ food và từ food ở dưới giống hệt nhau. Thế tại sao không? Các bạn học sinh đều không phân biệt được là âm u ngắn, âm nào u dài. Nào, cái từ đồ ăn ở dưới cái hình của cô ấy thì mình sẽ có là food, u dài. Food. Kết thúc bằng âm. Is that okay? Nhìn thấy không? Nghe thấy không? Yeah. Food. Thế còn từ bàn chân thì sao? Food. U ngắn và kết thúc bằng âm t. Food. 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 Nó ngắn hơn không? Nghe là ngắn hơn không? Yeah. Rồi, thì bây giờ phân biệt nhé. Cô sẽ đọc hai từ. Cô sẽ đọc một trong hai từ. Sau đó con sẽ đoán xem nó là từ gì nhé. Từ bàn chân hay từ đồ ăn nhé. Sẵn sàng không? Yeah. Ready? Yes. Rồi. Food. Bàn chân. No. Food. Food. Nó nghe nó dài hơn mà chưa phân biệt được đúng không? Đến lại lần nữa nhé. Bây giờ con sẽ cho một từ và nói cho cô biết đấy là từ nào nha. Bàn chân hay đồ ăn này. Food. Food. Dạ, chính xác. Lại lần nữa nhé. Bây giờ con sẽ nói một từ khác. Food. Đồ ăn nhanh. Đồ ăn thôi. Còn junk, cô chưa nói từ junk. Cô đang nói về cái từ food mà các bạn học sinh hay nghe nhầm à? Understand? Hay đọc nhầm? Yeah. Rồi lại một lần nữa nhá. Bây giờ cô sẽ đọc một trong hai từ food này và con sẽ nói cho cô biết đó là từ đồ ăn hay bàn chân nhé. Food. Bàn chân. Yes. Food. Đồ ăn. Đồ ăn, chính xác. Hiểu ý cô không? Yes. Rồi, đấy là phân biệt giữa các âm ngắn và âm dài. Ok, giống như là âm ơ ngắn và ơ dài. Có phân biệt được không? Thì bây giờ cô sẽ cho thử các âm y ngắn và y dài nhé. Nào, bây giờ cô có từ... Nào, từ này là màu xanh biết rồi đúng không?
Rồi cô cũng không cần quá hiểu về nghĩa đâu. Thế nhưng mà mình sẽ có từ này đọc vào gì biết không? Học từ bé rồi đấy. Học từ bé rồi. Đúng không? Màu xanh đọc vào gì? Ơ hay. Màu xanh cô tưởng mày khỏi đọc. Green. G. Green. G gì con? Màu xanh lá hả cô? Yes. Green. Green. Green is dài nhá. Ok, rồi green nó là âm y dài. Thế còn cái từ green ở trên thì mình sẽ chỉ là y ngắn thôi. Green, green, green. Is that ok? Green ở trên này thì mang nghĩa là cười tết tết. Cười tết tết, cười niềm nở ấy. Rồi, thì bây giờ con sẽ đọc một trong hai từ này và con phải nói cho cô biết là cô đang đọc từ nào nhé. Là nụ cười hay là từ green màu xanh nhá. Is that ok? Yes or no? Ready? Rồi bật tiếng lên nào, bật tiếng rồi đúng không? Rồi, thế bây giờ con sẽ đọc thử nhá. Green. Green. Màu xanh lá. Đúng rồi, màu xanh lá. Lại lần nữa nhá, cô sẽ đọc một trong hai từ này và nói cô biết đây từ nào nhá. Green. Green phía trên. Đúng rồi, green phía trên. Nào, có phân biệt được không? Yes. Dễ không? Dễ phân biệt không? Yes, bây giờ cô sẽ cho khó hơn một chút. Cô sẽ có cả bốn từ này luôn. Bây giờ cô sẽ cho phân biệt nhé. À, còn nữa. Yeah. Con biết hai từ ở dưới không? Cô phải phân biệt hai từ ở dưới cho cô đã nhé. Bây giờ cô sẽ đọc từ seat. Có nghĩa là cái chỗ ngồi. Cái chỗ ngồi, cái từ mà cô đang bôi màu xanh này. Sit. Cái chỗ ngồi. Is that ok? Khi đọc từ này thì miệng con sẽ cười. Nào nhìn thấy không? Yes or no? Yeah. Right. Alright, còn cái từ ở dưới thì con không cần cười. I sit down. I sit down. Tôi ngồi xuống, không cần cười á. Không cần cười, nhe răng ra đâu. Is that ok? Yes or no? Hiểu ý cô không? Yes. Ok, đấy là động từ ngồi, còn ở cái trên là danh từ là ghế ngồi nha. Is that ok? Yeah. Rồi, mình có từ seat, seat, and sit, sit, sit. Is that ok? Yes or no? Rồi, thử nha. Yeah. Bây giờ cô sẽ cho thử này. Bây giờ cô sẽ đọc một từ bất kỳ và con sẽ nói xem nó là từ nào nhá. Is that ok? Bất kỳ nha. Food. Đồ ăn. Yes. Sit. Ngồi. Ngồi đúng không? Động từ ngồi. Now, green. Yeah. Green. Màu xanh lá. Yes, correct. Sit. 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 Cái này. Thế nào? Which one? Tên từ sit chữ ngồi á cô. À, chỗ ngồi đúng không? Danh từ chỗ ngồi. Tiếp nhá. Food. 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 Bàn chân. Đúng rồi, bàn chân. Rồi, dễ không? Dễ không? Yeah. Vấn đề được chưa? Rồi, ok. Now, next one. Mình sẽ có âm y này là y ngắn này. Miss. Myth. 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 Lưỡi đặt giữa hai răng nhé. Âm cuối lưỡi đặt giữa hai răng này. Myth. 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 Rồi, từ này nhé. Obesity. 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 Rồi, người ta đang cái âm này của người ta âm Anh chuẩn, mình có thể con đọc là city cũng được hoặc là city cũng được nhé. Is that okay? Anh Mỹ thì sẽ là city. Obesity. Is that okay? Yes or no? Rồi, một từ thêm từ nữa này. Pay attention. Pay attention. Pay attention. Ô, con ơi, nhấp nháy quá, cô đọc mất.
Bác tắt tắt vào cái ấy được không? Dạ. Speaker được hộ cô. Tắt 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 hộ. Được rồi. Nào. Mình có từ pay. Attend. Nào âm này âm ơ nhé. Yeah. Âm nhẹ. Attention. 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 Is that okay? Yes or no? Attention. No, next one. Put on weight. Put on weight. Tăng cân nhá. Tăng cân thì nó sẽ đi liền với bệnh gì nhỉ? Obesity. Obesity. Bệnh béo phì nhá. Sickness. 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 Bị yếu đúng không? Sickness. Spot. 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 Is it okay? Spot. Stay in shape. Stay in shape. Stay in shape. All right, stay in shape. Rồi, tiếp nào. Stay. À, từ ở dưới mình sẽ có là từ sunburn. 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 Is it okay? Yes or no? Sunburn. Yes. Rồi, được chưa? Tiếp nha. Rồi, mình sẽ có từ ở dưới nữa là tính. Từ này là danh từ, còn ở dưới này là tính từ nhá. Hai từ này khác nhau ở điểm từ từ ở trên không có âm cuối. Còn ở từ ở dưới mình sẽ có âm cuối là sunburned. 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 Is that okay? Yeah. Rồi. Triathlon. 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 Now. Trial. Trial là đúng rồi đúng không? R. R. Lưỡi là lưỡi ở dưới xong đưa lên trên luôn này. R. Đưa lên trên luôn. R. Hạ môi xuống dưới âm A nhé. Hạ môi xuống dưới âm A này. A. S. 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 Athlon. Is that okay? Triathlon. Triathlon. Is that okay? Yes or no? Con thể thao thì bộ môn, ba môn đúng không? Tri là ba đấy. Okay, nào mình có từ. Vegetarian. Vegetarian. Vegetarian là người ăn chay đúng không? Vegetarian. 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 Is it okay? Yes or no? Người ăn chay. Và cuối cùng mình. Weight. Weight là cân nặng. Này cô hướng dẫn này, mình có thể ôn tập từ mới ở chỗ này cho cô nhé. Somewhere here. Ở đây có một số các cái bệnh gì nữa mình sẽ quay lại sau này. À, giờ mình sẽ có lần mới.
Chắc cô thấy nó ở đâu nhỉ? Con đâu rồi con ơi? Dạ. Con đang tìm cái chỗ ôn tập từng mới mà không biết nó để ở đâu. How about going swimming or cycling? Wow. Phần này nó lại không có mấy giờ, không có phần luyện tập hôm trước nhỉ? Thôi cái này cô phải xem nghiên cứu lại xem, cô sẽ cho con một cái khác để con ôn tập từ vựng, mà con sẽ phải tự ôn tập từ vựng nhé. Is it okay? Yeah. Con đã xem qua sách này chưa con nhỉ? Cô gửi rồi. Ờ, mấy cái này đi. Hôm trước cô gửi rồi đấy. Về xem đi, nó là sách giáo khoa của con ấy. Con có học sách giáo khoa này không? Dạ không. Không ạ? À? Ồ, tuyệt nhiên rồi. Thì con học sách giáo khoa gì? Cái hồi trước con nói. Ừ, con thử xem sách giáo khoa. Cô cho cô xem sách giáo khoa của con xem nào. Đã có sách chưa? Dạ, ừ, nhanh nhanh. Dạ, có rồi. Cô đây. À đây là sách cũ à? Tôi thế rồi, con học sách cũ rồi. Con đang học theo chương trình mới à? Con đang học ở con trên lớp trên trường đại học chưa? Dạ rồi. Học được rồi mà lại học chương trình cũ à? Thế cô đang dạy lại dạy chương trình mới rồi. Trời ơi. Không biết, trời ơi, làm sao làm nào giờ con ơi. Con học chương trình cũ là bây giờ mình phải bây giờ mình phải học theo sách cũ đấy. Mà sách cũ thì không có bản mềm như này đâu con ạ. Nào giờ ta. Có Google hôm nay lại đang dạy dở rồi đúng không? Gần hết giờ rồi. Bây giờ hỏi về hỏi mẹ con xem nhá. Nên bây giờ con đang có hai lựa chọn là mình sẽ có hai loại sách, một là sách cũ, hai là sách mới. Thì cô đang dạy dở theo sách mới rồi, thầy hỏi mẹ xem là thế thì mình học sách nên học sách cũ hay sách mới nhá. Theo kiến thức sách giáo khoa sao con? Mẹ nói là học hai cái luôn cũng được, tại vì có nhiều cái trong cái sách giáo khoa cũ nó cũng trùng quá cô. Trùng à? Có thấy trùng không? Dạ, có mấy cái thôi. Nhưng mà cô lại sợ là nếu mà không học theo trên trường thì lúc con kiểm tra thi thì nó lại không rơi vào đúng cái phần này, không mà đúng cái phần mà của con học trên trường, thì đến lúc mà cô ôn tập kiểm tra ấy, sợ là lúc cô ôn tập kiểm tra là cô ôn tập kiểm tra theo cái của cô, còn trong khi là con ôn tập kiểm tra trên trường là lại một kiến thức khác chẳng hạn, thế thì cũng rất là khó đúng không?
Nên là về cứ bàn với mẹ xem là như nào để cô còn dạy nhé, để đổi chương trình thì còn kịp, chứ còn nếu không thì cô dạy sang Unit 2, Unit 3 rồi đổi nó không kịp đâu nhé. Is that okay? Yes Yes. Rồi cố gắng xem giúp cô nhé. Is that okay? Rồi, so goodbye. And see you again later. Goodbye. Bye.